Bất ngờ chưa bà già, định làm món trứng gà trắng mặt đi. Bình thường thì người ta hay đắp mặt nạ bằng lòng trắng trứng gà vì đây chơi cả quả cơ, cả lòng đó lên mặt như này thì phải nói là bạn nam này cũng gọi là đẳng cấp đó. Ui dồi, lại còn đường son son chiếc vàng lên mặt nữa cơ. Ui rồi, người ta dùng vàng để mà đẹp thì phải dùng dạng nano chứ, chứ vàng miếng như này thì chỉ có đến là dạng vàng cho tượng thờ lên đúng không các bạn, hấp thụ làm sao được. À, tiếp tục đắp mask dạng cao su non, tí nó đông lại làm dịu da tốt ạ. Ai mà đắp mặt nạ bằng trứng gà xong thì lát nữa đều có cái cảm giác nhận thấy da mặt nó căng căng. Vậy là kết thúc một buổi làm đẹp rồi, đến đây là kết thúc rồi đúng không?